Xin chào các bạn. Hôm nay mình có một cái bộ gọi là hàn kính ô tô, có một cái để mình test. Nhưng mà test này nó không không test thực tế trên xe, mà mình có một cái kính của ô tô đây mà có những cái vết lứt đây. Cái bộ này là bộ để hàn những vết lứt dài, có những cái vết mà nó có thể là nó chạy từ chân kính mà ra đến giữa, hoặc là từ ở giữa mà nó lên trên đấy. Thì hôm nay mình có cái bộ hàn này, hàn bằng cái keo ấy, keo đặc chủng của nó mà ép bằng thủy lực, để cho làm sao mà khi cái vết ấy nó có thể nó mờ đi, nó mờ gần như là được 80%, chứ để mà nói mà nó hết sạch ấy, chưa chắc nó đạt được đấy. Nhưng mà cái bộ này là tôi đã kiểm nghiệm rồi, nó rất là hữu ích cho những cái xe, những cái dòng xe mà có thể là sang ấy, mà không muốn thay kính. Thì hôm nay tôi có đây, thì tôi làm thực tế cho các bạn. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô, có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để phần mô tả. Đấy, sau đây là tôi sẽ test cho các bạn thực tế đây, để các bạn thấy. Thì đây nhá, hôm nay tôi sẽ làm cái vết nó bị đá bắn vào mà nó lứt này. Đây là lứt dọc đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Lứt rất dài luôn. Thì trước khi mình làm đúng không? Thì mình phải khoan chặn là cái đầu lứt. Đây là cái mũi khoan này. Khoan điện. Trước tiên là mình khoan chặn. Khoan làm sao mà đến cái lớp ở giữa, bởi vì kính này là nó có 3 lớp. Đấy, sau khi khoan được rồi đúng không? Thì mình sẽ dùng cái mũi này mình gáy. Sau khi khoan rồi thì bắt đầu mình sẽ lấy cái dụng cụ của keo kính này. Thì đây cái keo kính đây. Keo này của nó rất là trong suốt này. Để mình sẽ bơm vào một cái bộ để mình ép trực tiếp vào cái vết lứt này. Để làm sao mà khi keo nó vào đến đâu nó có thể là làm mờ được cái vết lứt này ở trên kính xe ô tô này. Mình làm mình cứ phải vệ sinh sạch. Thì trong một cái bộ đấy nó có cái bộ này là cái bộ chủ chốt này. Đấy, cái bộ gá này. Bộ gá và bộ để mình bơm keo ở đây. Đấy, xong mình dùng cái mình ép bằng cái phần này, ép xuống để cho nó đẩy keo vào cái vết lứt của kính. Đấy. Thì cái bộ này sử dụng cũng rất đơn giản thôi. Thì tí nữa tôi sẽ làm này, tôi hướng dẫn các bạn làm luôn. Đấy, cái bộ này nó vặn vào như này này. Đấy, sau đấy là mình dùng cái chân này là mình nó bám vào kính như này. Đấy, mình di chuyển. Đấy. Sau đây là cho keo vào. Đây, trong cái bộ nó có đầy đủ cả xi lanh này. Thì đây, mình sẽ bôi cái nước rửa bát, hoặc nó có cái dung dịch chuyên dụng của nó ấy. Bôi vào để khi mình trượt cái này, trượt đây để cho nó trơn, nó không bị mút. Đây, mình ngắm làm sao cái đầu mà mình ép keo vào ấy, nó vào đúng cái lỗ mà mình vừa khoan ấy. Đấy. Nên là mình cứ chỉnh từ từ này. Để làm sao cho keo nó chảy được vào cái phần bị lứt, kính lứt này.
Xin chào các bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và mua bán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để ở phần mô tả. Anh em vào cái group này thì có thể chia sẻ được các cái câu hỏi mình muốn hỏi. Trong cái group này nó rất là nhiều anh em thợ đã có kinh nghiệm lâu năm, thì các anh em thợ đấy là có thể tư vấn cho các bạn.